Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 12 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là đem lại cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn cho người dân. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. xây dựng nghị quyết về nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Sơn La phát huy vai trò của hợp tác xã trong chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới là đem lại cuộc sống ấm no hơn, hạnh phúc hơn cho người dân. Muốn vậy thì phải quan tâm hơn nữa phát triển sản xuất, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt là người dân tại các bản vùng sâu vùng xa, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Đây là chỉ đạo của đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 tại cuộc họp của ban chỉ đạo diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 4. Dự cuộc họp có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy và các thành viên ban chỉ đạo. Đến hết tháng 3 năm 2022, huyện Quỳnh Nhai có 7 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 4 xã là Triềng Khay, Cà Nàng, Mường Sại, Nậm Ét chưa đạt chuẩn nông thôn mới tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo, các sở ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp giải quyết các kiến nghị của huyện Quỳnh Nhai như cân đối bố trí vốn còn thiếu ngoài kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với trên 333 tỷ đồng để huyện đầu tư và hoàn thành các chỉ tiêu tiêu chí nông thôn mới. Vốn thực hiện chương trình nông thôn mới theo nghị quyết 88 của Quốc hội năm 2021-2022 là 88,9 tỷ đồng bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với tuyến đường giao thông từ xã Cả Nàng, huyện Quỳnh Nhai đến xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tuyến đường từ xã Triển Khai, huyện Quỳnh Nhai đến huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải và dự án xử lý rác thải đô thị của huyện. Ưu tiên thực hiện dự án cấp điện cho 905 hộ, thu hút các doanh nghiệp phát triển các dự án du lịch, nông nghiệp để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị thành viên Ban chỉ đạo và huyện Quỳnh Nhai tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Quỳnh Nhai. Thông báo kết luận làm việc của Ban chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025. Phần đấu năm 2022 toàn huyện đạt bình quân 18 tiêu chí mỗi xã, riêng 4 xã phần đấu đạt chuẩn nông thôn mới bình quân tăng từ 2 đến 3 tiêu chí mỗi xã nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung đề án và nghị quyết về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025 phù hợp với bộ tiêu chí mới. Bố trí nguồn lực của tỉnh để hỗ trợ huyện với kinh phí còn thiếu theo nghị quyết và đề án trên 300 tỷ đồng. Tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, phát triển du lịch tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân các xã, đặc biệt là người dân các bản có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Chiều nay, ngày 12 tháng 4, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với các huyện thành phố và các sở ngành của tỉnh về nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, về quan điểm, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất việc xây dựng nghị quyết phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Nghị quyết xây dựng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương, có nghiên cứu kế thừa, phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2016-2020, khắc phục những hạn chế yếu kém, bám sát các định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2021-2025 của tỉnh, đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng thực hiện quản lý tập trung thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách, tăng cường phân cấp trong quản lý đầu tư, tạo quyền chủ động cho các địa phương theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Nghị quyết sẽ quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh các nguyên tắc tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công là căn cứ để các cấp ngân sách, các sở ngành, đơn vị liên quan lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 đồng thời là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Đồng chí Tráng Thị Xuân yêu cầu Ban dân tộc tỉnh, cơ quan chủ trì soạn thảo, dự thảo, nghị quyết, tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của các sở ngành, ủy ban nhân dân, các huyện, thành phố, tiếp tục giả soát, hoàn thiện tờ trình trước ngày 19 tháng 4 đây là nghị quyết quan trọng, bao hàm diện rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy đầu tư trên địa bàn. Do đó, các huyện, thành phố và các sở ngành tiếp tục ra soát, phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết ban hành. Chiều nay, ngày 12 tháng 4, đồng chí Đảng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại cuộc họp đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo kết quả triển khai kế hoạch số 251 ngày mùng 1 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ và nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kết quả ra soát đề xuất các giải pháp triển khai trung tâm điều hành thông minh IOC cấp tỉnh và huyện Đến nay, tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức viên chức cấp tỉnh, huyện, cấp xã của tỉnh Sơn La đạt 100%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước được triển khai kết nối từ Ủy ban nhân dân tỉnh đến 100% các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cổng dịch vụ công tỉnh Sơn La đã kết nối chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã và đang được các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện. Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Sơn La IOC đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đi vào hoạt động, đã kết nối tổng hợp một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để quản lý giám sát về tình hình trao đổi văn bản điện tử, quá trình giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thống kê số liệu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các đại biểu dự họp cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo quyết định ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thành lập các tổ công tác của ban chỉ đạo, thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La với công ty cổ phần FPT. Kế hoạch triển khai trung tâm điều hành thông minh IOC nhất trí chọn ngày 31 tháng 8 làm ngày chuyển đổi số tỉnh Sơn La và năm 2023 là năm chuyển đổi số tỉnh Sơn La. Phát biểu tại cuộc họp đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong việc thẩm định tham mưu kinh phí thực hiện các chương trình dự án chuyển đổi số năm 2022 và các năm tiếp theo của các cơ quan đơn vị đảm bảo hiệu quả, tránh trồng chéo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí. Phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổ chức thực hiện tốt kế hoạch triển khai trung tâm IOC tỉnh Sơn La sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, nhất là việc tích hợp liên thông dữ liệu giữa trung tâm IOC của thành phố đang triển khai thí điểm với trung tâm điều hành IOC của tỉnh các huyện thành phố thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số để đôn đốc theo dõi kiểm tra và phối hợp với các cấp các ngành triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa phương mình đẩy nhanh tiến độ xây dựng triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ cho công tác kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh ưu tiên triển khai các hệ thống thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Chiều cùng ngày, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ trì cuộc họp ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Trong quý 1 năm 2022, ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, tập trung giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch tăng trưởng đã được trung ương giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách chỉ đạo thực hiện thành công chương trình tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo. Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, toàn chi nhánh đã huy động được 16 tỷ 688 triệu đồng với 782 khách hàng tham gia chương trình. Về hoạt động vay vốn, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay được 8.791 lượt khách hàng, trong đó tập trung cho vay các chương trình như hộ nghèo được 2.909 lượt khách hàng, hộ cận nghèo 1.225 lượt khách hàng, hộ mới thoát nghèo 301 lượt khách hàng cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 1.411 lượt khách hàng. Chương trình nước sạch vệ sinh môi trường 2.246 lượt khách hàng. Số lao động được tạo việc làm 769 lao động. 4.462 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng. Về nhiệm vụ trong quý 2 năm 2022, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập trung một số nội dung như tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện các chính sách cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo nghị quyết số 88 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội, có các giải pháp phù hợp để huy động nguồn vốn, bảo đảm kế hoạch giao trong năm 2022. Ngày 12 tháng 4, huyện ủy Mường La đã tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu quán triệt triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ đảng viên, phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 16 xã thị trấn trong huyện tại hội nghị giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương đã trao đổi về chuyên đề gồm 3 phần. Một số vấn đề lý luận, vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh và Đảng ta về nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng bộ tỉnh Sơn La nhằm tăng cường phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững. Một số tác phẩm bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ. Nội dung chuyên đề đã được giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích, sinh động, gắn với thực tiễn cuộc sống đang diễn ra trong từng lĩnh vực việc làm. Mỗi nội dung trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được phân tích cụ thể, gắn với thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng Bộ Tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được huyện ủy Mường La quán triệt triển khai kết luận số 456 ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, kế hoạch số 157 ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ huyện ủy triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Ngay sau hội nghị này, các tri đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2022 tới cán bộ đảng viên, vận dụng kiến thức tiếp thu để cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan đơn vị địa phương. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin. Trong 3 tháng đầu năm nay, ngành thuế đã thu 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Thành phố Sơn La sẵn sàng cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo Tổng cục Thuế, từ đầu năm đến giữa tháng 3 năm nay, ngành thuế đã thực hiện 4.890 cuộc thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Đặc biệt tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra thuế một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó đối với lĩnh vực bất động sản, Tổng cục thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các địa phương xây dựng chuyên đề thanh tra kiểm tra đối tượng, kiểm tra công vụ trong lĩnh vực công chứng và quản lý thuế đối với chuyển nhượng bất động sản. Cũng trong 3 tháng đầu năm nay, ngành thuế đã thu 7.250 tỷ đồng tiền nợ thuế. Các cơ quan thuế các cấp cũng đã xử lý khoanh nợ tiền thuế, xoán nợ tiền chậm nộp, không có khả năng nộp ngân sách nhà nước khoảng 150 tỷ đồng. Năm 2022, Cục Thuế tỉnh được Trung ương giao dự toán là 3.777 tỷ đồng, dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 4.550 tỷ đồng. Riêng trong quý một năm nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 667 tỷ đồng, bằng 17,67% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 14,67% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đạt 101,14% so với cùng kỳ năm trước. Để thực hiện công tác thu ngân sách, các đơn vị địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ giải pháp thu và chống thất thu ngân sách ngay từ đầu năm. Trong đó, thu thuế phí và lệ phí 610 tỷ đồng, bằng 102,71% so với cùng kỳ, thu tiền sử dụng đất đạt 57 tỷ đồng, bằng 86,87% so với cùng kỳ. Những con số trên cho thấy kết quả chưa đạt so với mục tiêu phấn đấu. Nguyên nhân là năm 2022 nền kinh tế của tỉnh vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, tác động tiêu cực tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân. Các chính sách miễn giảm, gia hạn nộp thuế, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của chính phủ đã làm giảm số thuế phải nộp là 363 tỷ đồng. Trong quý 2, Cục Thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi cục, các đơn vị cần tiếp tục ra soát kỹ, nắm bắt từng nguồn thu, sắc thuế chi tiết đến từng tháng, từng khu vực, sắc thuế để đánh giá dự báo sát diễn biến tình hình thu, từ đó tham mưu cho tỉnh phương án điều hành ngân sách cho phù hợp, chủ động phân tích nguyên nhân từng khoản nợ thuế, tính chất nợ tại các đơn vị để có giải pháp xử lý, thu hồi nợ thuế hiệu quả, tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin sẵn có, đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ, chủ động đề xuất phương án tháo gỡ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, để đa dạng hóa các loại cây nông nghiệp, những năm trở lại đây, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đã đưa nhiều giống cây trồng mới vào trồng thử nghiệm. Trong đó, cây lê xanh đang là một trong những cây trồng mới, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao, hứa hẹn sẽ là cây nông nghiệp giúp người dân phát triển kinh tế một cách bền vững. Vườn lê gần 2 hecta của gia đình chị Phượng đang đến mùa đậu quả. Thời điểm này, chị Phượng đang cắt tỉa cành, tạo tán và tiến hành bao quả để tránh ảnh hưởng của thời tiết qua đó nâng cao chất lượng mẫu mã của sản phẩm. nếu so sánh giữa việc quả được bao trái và không bao trái thì những quả mà không bao trái thì thường dễ bị sâu bệnh, hư hỏng quả và mã của quả thì nó không được đẹp bằng việc bao trái. Người tiêu dùng thì mấy năm trở lại đây thì hầu như là mọi người đều rất là khen trái lê giòn và ngọt ạ. Năm 2016, gia đình bà Đinh Thị Mây ở bản Cồn Huốt 1, xã Vinh Khoài trồng thử nghiệm cây lê xanh trên diện tích 3 hectare với việc thường xuyên đi học hỏi, áp dụng kinh nghiệm kỹ thuật chăm bón, cây lê của gia đình bà sinh trưởng và phát triển tốt. Năm 2021 đã cho thu hoạch với hơn 15 tấn quả, giá trung bình từ 50 đến 60 000 đồng một kg. Sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu về trên 500 triệu đồng. Năm vừa rồi đây thì nói thật mà nói cái lê sơn na đã được mang được đi khắp các nơi, mọi miền trên tổ quốc này cho nên là cái đầu ra nói chung đều được khen ngợi. Nói chung là cho nên cái năm nay ấy, cái thị trường đầu ra năm nay rất là yên tâm vì là năm ngoái họ đã được thưởng thức cái trái lê của sân na này nó vượt trội so với các lê khác cho nên là dân là thị trường là rất ưa chuộng Xã Phiên Khoài hiện có trên 40 hecta cây lê xanh đang được trồng tập trung tại các bản Cồn Huốt 1, bản Thanh Yên 1, Thanh Yên 2, bản Kim Trung, trong đó 10 hecta đang cho thu hoạch. Hiện nay xã đang vận động nhân dân, đối với diện tích cây nông nghiệp ngắn ngày chưa chuyển đổi, tập trung tiến hành trồng cây lê xanh, Phần đầu đến năm 2025, toàn xã sẽ có trên 100 hecta. Đối với cây nê thì trên địa bàn xã Phương Khoài nhất là cây nê rất là phù hợp với cái thổ nhưỡng khí hậu của xã Phương Khoài. Và cái hiệu quả kinh tế thì bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Về đã áp dụng và trên địa bàn thực uh, tại xã thì cũng đã thực tế bà con đã nhìn thấy rồi nên là cũng tự học hỏi lẫn nhau và cùng nhau giúp đỡ để uh, phát triển cây nê cái diện tích là rộng hơn. Hiệu quả từ mô hình trồng cây lê xanh sẽ là tiền đề để nhân rộng các mô hình cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần vào việc đa dạng hóa các loại cây nông nghiệp trên địa bàn xã Phiên Khoài nói riêng và huyện Yên Châu nói chung. Qua đó giúp người dân tại các xã vùng cao từng bước xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững. Với tiềm năng thế mạnh về nông nghiệp cũng như các chính sách hỗ trợ của tỉnh Sơn La, những năm gần đây các hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng cũng như đang trở thành một đối tác kinh tế tiếp nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp là cầu nối trong liên kết sản xuất giữa nhà nước nhà khoa học doanh nghiệp và hộ thành viên cũng như nông dân trong xu thế nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, vai trò của hợp tác xã kiểu mới lại càng quan trọng, nhất là với vai trò cầu nối, thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hợp tác xã nông nghiệp được ví như bà đỡ cho nông dân với nhiều dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất. Từ khi tham gia vào hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hoàng Tuấn, xã Trường Khong, huyện Sông Mã, ông Hoàng Văn Chép và 14 thành viên của hợp tác xã đã sản xuất nhãn theo một quy trình chung của hợp tác xã như làm cỏ bằng cơ giới hoặc thủ công không dùng thuốc trừ cỏ, bón phân hữu cơ, phun thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học. Như vậy sản phẩm nhãn của hợp tác xã luôn được các bạn hàng đặt mua ngay từ đầu vụ. Các nhà vườn nằm trong cái hợp tác xã Hoàng Tuấn ấy, thì chúng tôi vẫn cứ làm theo quy trình của chương trình việt Đấy, kể cả chăm sóc này khác, ngoài cái phun ra này cũng theo chỉ dẫn của cái hợp tác xã. Hoàng Tuấn là chỉ đạo về cái phun phun người khác làm sao vừa phân vừa phun thuốc hữu cơ à, phun thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo theo cái chất lượng và cái an toàn của cái sản phẩm của mình là theo tiêu chuẩn được tổ chức sản xuất theo cái hợp tác xã kiểu mới này thì cái hiệu quả của nó nó càng được đẩy lên cái thứ nhất là cái tác dụng là cái tác động đầu tiên là gom tất cả những cái thành viên lại để làm theo một cái quy trình và cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố sản phẩm đầu ra là có một cái ổn định. Không những thúc đẩy mở rộng sản xuất nông nghiệp theo quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh còn mạnh dạn đầu tư dây chuyền chế biến các loại quả sau thu hoạch để làm tăng giá trị sản phẩm. Tỏi cô đơn là loại cây trồng có lịch sử lâu đời và khá nổi tiếng tại vùng đất Yên Châu bởi vị cay nồng và mùi thơm đặc trưng. Cây tỏi được trồng vào vụ đông bắt đầu từ tháng 10 sau 90 đến 110 ngày thì thu hoạch với sản lượng hàng năm khoảng 200 tấn. Để nâng cao giá trị sản phẩm, từ năm 2016, Hợp tác xã Tây Bắc huyện Yên Châu đã nghiên cứu thử nghiệm thành công phương pháp làm tỏi đen theo quy trình chuẩn công nghệ Nhật Bản năm 2020, sản phẩm tỏi đen được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cấp chứng nhận ô cốp, đạt sản phẩm 3 sao. Hiện nay, sản phẩm tỏi đen đã được phân phối rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, kênh thương mại điện tử mở ra triển vọng lớn cho việc sản xuất tỏi của bà con nông dân huyện Yên Châu. Chúng tôi cũng đẩy mạnh công tác, đẩy mạnh phương thức kinh doanh bán hàng bằng cách là quảng cáo trên trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook rồi là chúng tôi bán các sản phẩm này trên các dàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Sen Đỏ và bằng nhiều kênh khác nhau thì hiện nay thì sản phẩm tỏi đen Châu Yên đã được mọi người trên khắp cả nước biết đến và cũng đón nhận. Theo đánh giá của Liên minh hợp tác xã tỉnh, Việc phát triển các mô hình hợp tác xã với cách làm mới trong sản xuất, tiêu thụ nông sản đã tạo ra những tư duy mới trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần hình thành chuỗi liên kết, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu lao động, nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích đất canh tác. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh Sơn La thì có 235 chuỗi cung ứng nông sản thủy sản an toàn. Thì trong đó thì đã có 207 trên 235 chuỗi của các hợp tác xã chiếm 88% tổng số chuỗi. Thì như vậy thì cũng có thể nói rằng các hợp tác xã đóng vai trò rất lớn trong việc tham gia phát triển và chuỗi giá trị sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn của tỉnh, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng hàng hóa, giải quyết việc làm và an sinh xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh. Với những bước đi vững chắc, phù hợp, các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã đang góp phần tạo ra những đột phá trong phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đây cũng là cầu nối để đưa nông sản Sơn La không chỉ đến với thị trường trong nước mà còn vươn ra các thị trường nước ngoài. Theo thống kê của Cục Kiểm Lâm, tỉnh Sơn La đang có 482 điểm có nguy cơ cháy rừng cao tập trung ở huyện Sóc Cộp, Sông Mã, Mường La, Mai Sơn và Yên Châu. Cụ thể, đối với huyện Sóc Cộp có 155 điểm, Sông Mã 114 điểm, Mường La 75 điểm, Mai Sơn 41 điểm, Yên Châu 28 điểm có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm đã tổ chức khoanh vùng, xác định các điểm, khu vực có nguy cơ cháy cao, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tiếp tục đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ, thủ tướng chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm lâm địa bàn trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngành kiểm lâm cũng khuyến cáo chủ rừng và bà con nhân dân sống gần rừng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra những khu vực dễ xảy ra cháy rừng, sử dụng lửa đúng thời gian quy định, không tự ý vào rừng đốt rừng, phá nương làm rẫy. đối với chính quyền cơ sở, chủ động chuẩn bị các biện pháp phòng cháy chữa cháy kịp thời, triển khai phương châm bốn tại chỗ khi có cháy xảy ra, kiên quyết xử lý các hành vi xâm lấn rừng trái phép, vi phạm luật lâm nghiệp, phấn đấu hạn chế tới mức thấp nhất việc xảy ra cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang tập trung triển khai nhiều giải pháp quan trọng như ra soát, chuẩn bị nhân lực, vật tư sẵn sàng cho công tác tiêm chủng được đảm bảo an toàn, hiệu quả nhất. Ghi nhận của phóng viên tại thành phố Sơn La. Những ngày này, các y bác sĩ của trạm y tế phường Trường Sinh, thành phố Sơn La đang tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đó có công tác tiêm vaccine cho đối tượng là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Theo kế hoạch, phường Triền Sinh sẽ tiêm cùng các phường Tô Hiệu, Triền An và xã Triền Ngân với tổng số hơn 5.700 học sinh. Tại trạm y tế chúng tôi được giao cái nhiệm vụ là giả soát đối tượng tiêm từ 5 đến 11 tuổi thì chúng tôi được cái thuận lợi là cùng phối hợp với các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc như, như công an, uh, trường học và chúng tôi vẫn đang tiếp tục giả soát. Để đảm bảo công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, ngay từ tháng 3, thành phố Sơn La đã ban hành kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay, thì công tác điều tra, giả soát danh sách thì cơ bản đã hoàn thành và cái số lượng trẻ tiêm của cái đợt này là hơn 16.000 trẻ trên địa bàn thành phố. Trung tâm Y tế thành phố đã có kế hoạch chi tiết để triển khai tiêm tại 3 bệnh viện, đó là Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Quân y 6, Bệnh viện Đa khoa Cuộc sống. Mới đây, các cán bộ y tế tham gia trực tiếp vào công tác tiêm vaccine cũng đã được tập huấn về công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Đây là khâu rất quan trọng để các cán bộ y tế nắm rõ hơn về quy trình cũng như xử lý các tình huống sau tiêm cho trẻ. À, đối với nhân lực uh, chuẩn bị uh, tiêm cho các cái điểm tiêm cho chiến dịch cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi thì là trung tâm y tế thành phố sẽ huy động từ các trạm y tế uh, đến làm việc đến uh, khám sàng lọc và công tác tiêm rồi công tác tiếp đón tại uh, các cái điểm tiêm của ba bệnh viện uh, đã được chọn trên kế hoạch còn cái việc uh, cấp cứu và theo dõi sau tiêm thì trung tâm y tế đã làm việc với ba bệnh viện là đề nghị các cái bệnh viện sẽ hỗ trợ trong công tác à, cấp cứu và theo dõi sau tiêm. Hiện thành phố cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, chỉ chờ khi có vaccine, thành phố sẽ triển khai tiêm ngay theo như kế hoạch. Cũng theo trung tâm y tế thành phố, việc bảo đảm an toàn tiêm chủng rất quan trọng. Trung tâm cũng yêu cầu tất cả các kiếp cấp cứu phải sẵn sàng để đề phòng trong quá trình tiêm có vấn đề xảy ra sẽ xử trí được kịp thời. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn một tháng triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này, mang lại tiện ích cho nhiều phía. Trước đó, ngành đã xác thực khoảng 39 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cung cấp chia sẻ hơn 9 triệu bản ghi thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, những dữ liệu nêu trên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân tham gia bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người dân có thể sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Thưa quý vị, trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Năm 2022, tỉnh Sla tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu học nghề của người lao động, nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã và theo yêu cầu của thị trường lao động, gắn đào tạo nghề với chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đảm bảo đào tạo nghề đúng đối tượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đảm bảo tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề đạt 85% trở lên, tập trung đào tạo cho lao động nông thôn trong độ tuổi lao động có trình độ học vấn và sức khỏe vừa với nghề cần học, ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người chấp hành xong án phạt tù, người bị thu hồi đất canh tác, bộ đội xuất ngũ, đối tượng có nguy cơ cao bị bạo lực gia đình, phụ nữ nông thôn đặc biệt là người khuyết tật. Lao động nông thôn học nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định tại quy định số 26 ngày 16 tháng 8 năm 2017 của ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài việc được hỗ trợ chi phí học nghề, lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ theo quy định tại quyết định số 46 ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng. Tới đây chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Sơn La. xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, đêm có mưa rào và rông vài nơi, đêm và sáng trời rét, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: Thành phố Sơn La 20 đến 29 độ, Thuận Châu 21 đến 30 độ, Quỳnh Nhai 21 đến 30 độ, Mường La 22 đến 33 độ, Mai Sơn 19 đến 28 độ.